Khi mà lắp có một cái màn hình Android liền cam 360 thì các bác sẽ nhận được cái gì ạ? Đấy, đầu tiên là khi mà khởi động lên thì cái màn hình nó sẽ hiển thị song song để hiển thị cho các bác như này. Và cam 360 khi các bác sinh nhan bên trái thì có hình ảnh của cam bên trái. Khi mà sinh nhan bên phải thì nó sẽ có hình ảnh của camera bên phải. Thì khi mà bác lùi xe này thì nó sẽ có hình ảnh của camera lùi, và khi giả số thì nó sẽ về camera phía trước. Đấy, rất là tiện lợi cho các bác khi bác có quan sát vật cản này, hoặc là như có em trẻ nhỏ mà ngồi xung quanh cái phần phần xung quanh này thì các bác sẽ nhìn thấy nhá. Đấy, rất là hữu ích cho các bác. Đấy, nhiều khi mà trẻ nhỏ các bác ngồi lên xe rồi nó có ngồi nói chuyện điện thoại, sau đó các bác đi thì những cái có thể trẻ con nó sẽ ngồi nằm ở dưới cái phần đuôi xe này. Đấy, rất là nhiều tình trạng ở trên mạng đó đã có kênh cảnh báo rồi, và có những cái mà có sơ sẩy một tí thôi là anh em có thể là rất là nguy hiểm và sẽ không quan sát được. Thì cái bộ cam 360 này nó sẽ giải quyết hoàn toàn những cái vấn đề cho anh em. Ngoài ra cái bộ ngoài cái cam 360 này, khi lắp bộ màn của hình của ZTEC, các bác sẽ được tặng kèm thêm một bộ cảm biến áp suất lốp tích hợp thẳng vào màn đấy cho các bác. Thì cái cảm biến suất lốp nó sẽ hiển thị song song liên luôn hiển thị và luôn luôn cảnh báo cho các bác khi mà cái áp suất lốp bị non, hoặc là nhiệt quá nhiệt bánh quá nhiệt cái trên bánh xe thì nó sẽ hiển thị cho các bác. Nó sẽ hiển thị song song bánh nào của bánh đấy, bác nhìn thấy ở trên này đấy ạ. Đấy, chỉ số cân, chỉ số hơi cái kg này tương với chỉ số cân của anh em trên cái bánh xe. Đấy, nhiệt độ nó sẽ hiển thị song song bên dưới này, và cảnh báo bằng âm thanh, có nghĩa là như là phát ra âm thanh cảnh báo bằng tiếng Việt, có nghĩa lốp bên nào non nó sẽ cảnh báo bằng tiếng Việt cho các bác và phát ra loa. Đấy, rất là an tâm cho các bác khi mà bác di chuyển trên đường dài nhé. Mà đi trên đường nhé, khi mà nó xe nó hơi rất là nguy hiểm cho các bác khi bác di chuyển. Đấy, đồng thời khi mà lắp cái bộ màn hình này sẽ tích hợp đầy đủ hết cái phím khiển vô lăng ở trên xe này cho anh các bác này. Đấy, các bác chỉ cần ấy vào đây thôi. Đấy, được. Đấy, ra lệnh giọng nói các bác bấm vào đây thôi. Mở cam 360. Đang mở camera. Rất là tiện ích cho các bác. Đồng thời bộ camera 360 này sẽ tích hợp cả ghi hành trình luôn cho các bác này. 4 mắt đồng thời cả 4 mắt luôn nha các bác nhé. Đấy, rất là hữu ích cho các bác để các bác di chuyển trên đường này, muốn xem lại những cái hành trình mà mình di chuyển này. Đấy, còn các bác nào mà chưa biết lắp màn hình liền cam 360 ở đâu, những thương hiệu nổi tiếng như ZTEC, Webvision hoặc Gotech mà có muốn lắp đặt thì hãy đến với AK Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên. Bên em đầy đủ mẫu mã từ phân khúc giá thấp đến phân khúc giá cao để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác.